One shot, one kill. Hello, xin chào 500 anh em đã quay trở lại channel của mình nha. Clip ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người chơi vị tướng Van Hell này nha. Thì ở meta hiện tại thì vị tướng Van Hell này có được tăng sức mạnh hay không nha mọi người. Thì mọi người cùng xem clip này của mình nha. Theo mình đánh giá thì Van Hell hiện tại khó là mạnh luôn nha anh em. Nhưng mà cái tầm đánh của Van Hell á là nó khó là ngán luôn. Nếu mà anh em chơi tay quen rồi á thì mình chơi là Van Hell thì rất là khó là khăn nha mọi người nha. Nhưng mà được bù cái là sức mạnh của Van Hell được tăng rất là đáng kể nghiêng về tốc đánh luôn nha mọi người. Này anh em chơi đây, lên đây. Đẩy nó ra thanh. Không được rồi, to anh em. Có tốc biến, có kỹ năng của thằng vị tướng Violet này nữa nha mọi người. Anh này không thể nào mà ăn được vị tướng Violet pha đó nha. Nếu mà vị tướng mà không có kỹ năng tẩu thoát tới chương một bỏ chạy như vị tướng Violet đó thì mình còn khả năng pha đó mình ăn được nha mọi người. Rồi, trang bị bản ngọc bóng hỗ trợ của Van Hell mùa này á, thì mình sẽ để dưới phần mô tả của anh em của clip này luôn cho anh em nha. Anh em mà xem clip hay á, cho mình xin một like, một đăng ký kênh nha mọi người. Thằng này nếu mình chơi Van Hell là được bù lại có thằng Than nè mọi người. Than thì nó trâu cơ để nó hỗ trợ cho mình nha. Chứ mình ta ngán thì mình không có lên solo 5 năm được. Mình phải đợi thêm mình thôi. Đây anh em, vô luôn. Rồi đỡ tường này. Thôi thằng này nó hầu máu nhiều ghê anh em. Rồi ăn được thằng Big Mino rồi, cho luôn nha, được nha. Phải. Than hỗ trợ đi Than, mặc dù cuối lên bán nhưng mà lấy đồng tờ nha mọi người. Đá đi. Ok, thơm, cho luôn. Ăn luôn Van Hell này mọi người. Ăn luôn thằng Guido nha. Ui, không được anh em. Một kill nữa là Van Hell lên mở lên số. Ôi, thằng Guido lên mở lên số rồi nhưng mà nó được bút lớp chóp khi mà nó dùng chưa hay nha mọi người. Vô luôn. Rồi, anh Tây lấy đồ tờ này. Ok. Van Hell mùa này á, thì anh em cứ dùng anh Tây trước nha mọi người. Thường mùa trước á, thì anh em dùng anh Tây sau cùng để mình cắt liễu. Nhưng mà hiện tại meta mùa này á, nếu mà anh em vô tranh á thì anh em cứ dùng anh Tây trước cho mình nha, để lấy cái nội tệ. Vì anh em mà đánh thường á thì nội tệ của thằng Van Hell nó lên rất là lao luôn nha mọi người. Nên anh em cứ dùng anh Tây cho mình nha. Anh Tây thì nó tan được 4 cái nội tệ ở dưới cái thanh máu của mình á. Anh em để ý nha. Bình thường thì nó lên rất là lao, nhưng mà anh em dùng anh Tây thì nó sẽ boost luôn. Nội tệ của thằng Van Hell như thế này á thì nó sẽ gây, nói chung là kỹ năng là nó cũng gây chí mạng nha mọi người. Này. Kỹ năng là nó cũng gây đam hết, gây chóng này, cái hiệu ứng chóng này, hiệu ứng sát thương này, hiệu ứng nổ rồi đấy. Về luôn đi Than ơi, tên mới đơn trao á, ba thằng nó đơn công này. Tàn án của mình á thì ôm trụ thôi nha mọi người, không có ra được đâu. Tên mở khống chế rất là nhiều luôn, thằng Mick này, Guido này. Rồi. Trận này sợ nhất là thằng Alistair nha anh em. Đừng để Alistair nó trói thôi. Don't worry, I've got my ways. Rồi, định lên quýnh Violet. Nhưng mà thêm nó lên 4 thằng luôn mọi người, 4 thằng luôn nè. Về luôn. Mid bây giờ hiện tại thì không có lên đây nha anh em. Nên anh em lui về trụ hai luôn nha mọi người. Đấy, nhiều anh em hỏi tại sao mà bị sát thủ vô như thế nào để mình lui về để né được cái kỹ năng của nó đó. Thì mọi người cứ lướt ủi toàn hành nha mọi người. Rồi, đá nó luôn. Đây, bán được nha, núp lùm bán nha mọi người. Ok, một em rồi này. Cả luôn đi. Rồi về, mình về trước nha. Đấy, anh em mà thấy thêm mộ 14 thằng vừa xuống á, thì mọi người cứ lưu về trụ hai liền nha. Đừng có đứng thu mộng nha mọi người, để nó nhiều khi thằng á, thêm mộ mà có tanker là nó vô nó đẩy mình là. Ví dụ như thằng Than đây, thằng nó vô nó đẩy mình là mình sẽ bị ấp tung lên rồi mình sẽ bị nghéo lên nha mọi người. Nên anh em cứ đấy mà thêm mộ 4 thằng á, thì anh em cứ lưu về trụ hai cho mình. Tầm 3 đến 5 giây là anh em chết bắt đầu nhỏ một lần nha. Anh em vị tướng mà yếu máu nhất á thì mọi người phải tập trung chết bắt đầu nhỏ nha mọi người. Thường á thì mục tiêu của team bọn sẽ là những vị tướng như AD này, Mid này, những vị tướng mà yếu máu nhất nha mọi người.
mày này, thấy không? Được rồi. Dễ đây, ok. Bán luôn. Ghi đồ. Rồi, sống lại tiếp tục sống mọi người. Ghi đồ sống hơi pha rồi nha anh em. Sống hơi pha rồi, nó sống hơi pha rồi, pha về đâu đến kia nữa. Thôi mình ra luôn, về luôn. Không giống chơi. Không giống rồi. Vô đây bị trúng một chiêu. Chiêu một của view lát là lên mở ngay. Hoặc là bán trụ vì bán trụ nha mọi người. Nhiều khi vô tình mình bán nó nhưng mà trụ nó bán mình là cũng chết nha. Bên heo thì chơi thì vị tướng này nó đam cô đánh nhanh nha mọi người, nhưng mà được cái là có support tốt nha, có support trao nha, hoặc là không chế trao cực kỳ lên. Thì mà đâu với ta bị trứng bên heo này phát huy được hết sức mạnh nha mọi người. Chứ còn nếu mà bên heo mà đi lẻ một mình mà thêm mượn đông đông á thì khó mà đánh lắm nha. Solo cũng khó nữa vì ta ngán đó này. Nhưng mà bù lại được có tóc đánh nó nhiều. Rồi gần cuối mùa rồi, anh em nào mà cà thê thì inbox Zalo cho mình nha. Zalo mình để trên màn hình á. Anh em nào cần thì có thể tham khảo nha mọi người. Thì đánh thường thường là công kích tầm 3 đấy. Nếu mà nhiều sâu tầm 3 đến 5 ngày nha. Còn anh em ít sâu thì tầm 1 đến 2 ngày. Có thể là 1 ngày nha mọi người. Anh em tranh thủ nha. Có gì có thể inbox Zalo cho mình. Giai đoạn như thế này là anh em cứ form cho mình nha. Đấy rồi. Rồi ok, chơi được. Ở thu này. Bán lùi thôi nha mọi người cho mình, đang lúp trụ nha, tóc biến ăn luôn nè. Rồi qua này toan, ôi toan rồi. Cố gắng ăn luôn rồi thằng Ghi Đu nha mọi người, chứ nó thoát hai trận, nó thoát hai pha rồi. Khó là cay Ghi Đu nha. Và đó thì mình cũng hơi hồng, nhưng mà không sao nhau anh em. Ăn được Ghi Đu thì được rồi. Chứ qua đó mà ăn không được Ghi Đu cũng là khó là tiếc luôn nha. Rồng đi tên. Rồng xe do là để anh chia ra ăn đi nha mọi người. Đây. Hỗ trợ tên mình nha. Tên mình đang vô tranh nè. Nhưng mà thằng mic mình đó, thằng đi đá nó bật dốc rồi mọi người. Lui về tầm thời, lui về luôn nha. Lui về luôn anh em. À, một mình follow gánh thêm rồi, một mình follow gánh thêm rồi. Này. Follow hay quá nè. Chiếc bục kêu nha. Đây anh em. Đấy, đứng xa tầm của thằng Violet rồi nha mọi người. Chạy được Violet luôn nè. Vio chóng rồi nè. Vio này. Đấy. Anh em cứ đứng xa tầm Violet để thằng Than mình nó đỡ đầu nha. Bán sang thằng kia. Ui đấy đó. Thằng đã lính ra rồi. Ngân đồng anh em. Tranh thủ lên được cái quý kiếm đó là nó hồi máu rất là nhiều luôn nha mọi người. Đây. Bên này thì anh lên có lên phương kỳ quý nhất mình nha. Không cần phải lên cung tầm ma gì đâu. Lucky Doh này. Rồi tem đông quá, về nha, lại đợi tem. Rồi chó liên tục luôn anh em, toan rồi. Rồi hay, và là hay nha, rồi mình về luôn nha. Hết máu rồi, và đó là hành mà tóc biến được cho mọi người, tóc biến hết nổ nha.
Vừa có tốc biến luôn chứ không là pha đã lên mở điểm số rồi. Anh coi mà anh em di chuyển mà không hợp lý đó là dễ thua lắm nha mọi người, dễ bị bắt lại lắm. Nay anh em mới đi chung team nhau thế như thế nào nha, check bắn đồ nhỏ này, check map là vô nhầm nhiều vô nha mọi người. Đón được hướng đi của team bò thì còn tốt nha. Chứ anh em mà đi lẻ lẻ như pha vừa rồi đó, thì tiếng mà thua là dễ bị thua luôn. Cái ngày nó thua là thua nhanh lắm nha mọi người. Đánh được này, Van Hayo này. Ôi, ghi đâu anh em. Team mình lui về hết rồi. Đây. Vô này, vô. Mài lì này, thanh niên này. Bá mộc là một người cơ đa hiện tại khá là xanh nha. Tên thủ form nha. Ghi đu này. Về nha, mình hù nó thôi chứ mình không giống lanh đây nha mọi người. Nãy chóng video mà vừa về vừa form này. Chứ để con xe da con của mình nó ăn lính con xe nó ổn nha mọi người. Được 100 mấy vàng luôn đó nha mọi người. Tranh thủ anh em có con xe thì anh em ăn nha. Đừng có bỏ phí tiền nha mọi người khi trong bị liver của mình chưa full cấp nha. Nhiều khi anh em full đồ rồi thì anh em bỏ được, chứ mà hiện tại thì mình chưa có full đồ nên anh em đừng có bỏ nha. Bỏ thì khá là tiếc luôn, mới là nó làm giảm sức mạnh của mình luôn ấy. Nên anh em phải biết trân trọng những con lính đó nha mọi người. Đấy, những con lính với những con quái. Quái rừng thì anh em mới không có bỏ sót luôn. Nếu mình thấy dư không ai ăn thì mình cứ ăn nha, lâu vàng nha. Vô tranh thì cũng, nói chung mình theo đợt chứ không phải là lúc nào cũng vô tranh nên anh em cứ yên tâm nha. Ăn sang rồi mình vô tranh cũng chưa có muộn nha mọi người. Rồi đợi ghi đô này. Tập trung lại anh em. Bạn này ép lên quyền rồi được rồi. Rồi luôn, có luôn dự thành công nha mọi người. Mình ghi đô nó vẫn chóng khó chịu nha anh em. Phải hát mắt hơn một coi máy máu rồi. Nhưng mà mình không giống vô trước nha. Thay này, thằng đây là trả luôn cho được. Bên heo này. Rồi Hết mây có ơ không? Hết mây tốc biến nha. Toàn. Ok, hay rồi. Em bắn được nha. Mày này. Form xíu nha mọi người. Hồ máu liền nha. Quay đợi chứ quay. Rồi thấy nó rồi mọi người. Hết thầy mày nó rồi. Rồi ăn luôn xe da luôn nha mọi người. Liver này là xe da vô tư rồi. Đợt vừa rồi có kênh nào đó mọi người, nó chia sẻ là những vị tướng mình chỉ được ăn xe da ghi liver 15 nè. Mình thấy đa số là sở thủ thằng nào ăn cũng được nha anh em, chứ không phải nhất thiết là hồi bữa nó chia sẻ rằng vị tướng ở đó, nhưng mình quen mắt mọi người. Nói chung là nó kêu chỉ chia sẻ được một vị tướng thôi, nhưng mình thấy là thằng nào cũng ăn được xe da nha. Kể cả Van Hale này, Hayatai này, Violet này. Đấy, có hầu máu, có full đồ là anh em ăn được nha. Mình ăn món vô tư. Đợt vừa rồi có canh này đó mình xem được, nhưng mà mình không để ý, không nhớ nha mọi người. Nó chia sẻ được một vị tướng nào đó để cuối trận mới ăn được thằng Seiya này. Vô luôn anh em. Ủa, trốn liên tục luôn mọi người. Rồi đã chốt cho toàn rồi. Thôi. Thế mình vào vừa rồi bị chết á. Mình lên mở điểm số, cái tên mình ăn ép lên rất là nhiều luôn mọi người, muốn gần thua luôn nha. Nhưng mà ban này mình ra vừa kịp luôn nha, tên mình ra vừa kịp nha. Hay quá này. Lên luôn này, lên ăn luôn thằng lên đâu bây giờ. Rồi còn rồi, quay. Rồi lên này, đừng cho nó ăn xe da nha. Thành thủ, đợi tên. Qua vừa rồi hay chứ không, mình bị thua ngược luôn nha mọi người. Mưa mất một mận nó đẩy lên tới trụ nhà chính luôn nha anh em, nó đẩy được 2-3 trụ luôn. Vừa tới trụ nhà chính luôn, hàng phá nó vừa lên kịp nha anh em mọi người. Rồi lên luôn anh em. Follow qua đây. Lên được cứ tra được, follow múa đi follow. Follow này, ok rồi.
Đẩy con xe lên luôn nha mọi người, kéo lính luôn nha, ăn cái đồ cuối nha luôn. Thằng này thường mic nó phải có một mic nó đáp tính nha mọi người. Nhưng mic của mình thì nó cũng hơi thiên hướng về sát thủ ấy, đằng ra nó thiên hướng về sát thủ, nó không có đem đến được đâu, nó không có lát game được đâu. Nên về giai đoạn đầu game nó phải tranh thủ nó ăn nha, ăn mận nhiều thì mới xanh được. Rồi vô luôn anh em, hai con rồng của mình lên rồi, trận này ép lên nguyên được rồi nha mọi người. Trận đấu khá là gây cắn luôn nha, một em lên mận điểm số nè, ăn luôn. Rồi cảm ơn mọi người đã xem mấy clip của mình nha, mọi người thấy hay cho mình xin một like, một đăng ký kênh nha, bye bye anh em.